Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ok, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nha mọi người. Thì tiếp tục thì video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người cách lắp ráp một bộ Lego sao cho nhanh nhất có thể nha mọi người. Đấy. Đây là bộ Lego mình vừa lắp ráp xong nha mọi người. Bộ Lego này thì mình lắp ráp trong khoảng 15 phút cho mọi người. Chỉ có 15 phút thôi. Nếu ai mọi người có khéo tay hơn thì mọi người có thể lắp ráp nhanh hơn mình nha. Tùy vào độ khéo tay của mỗi người nha. Đấy, mình thì lắp ráp tầm 15 phút nha mọi người, tầm 10 đến 15 phút nha. Mình cũng không nhớ chính xác thời gian đâu, mình chỉ nhớ trong khoảng đó thôi. Từ 10 đến 15 phút thôi. Đấy, mình vừa mới tạo các bộ Lego như thế này nha mọi người, mình mới tạo khoảng mười mấy bộ đó. Vì cái này loại Lego này là loại Lego nhỏ nha mọi người, nên cái giá thành nó cũng rất là rẻ nha mọi người, chỉ vài chục k một bộ như thế này thôi. Này bộ nhỏ giá thành, nếu mà mọi người mua các bộ lớn nữa thì các sẽ có giá thành cao hơn nha mọi người. Mình thì mình thích các bộ Lego nha.